được quan tâm triển khai rộng khắp, có chiều sâu và nhiều đổi mới sát với nhiệm vụ và các hoạt động phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai, đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, thực sự là động lực thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2023. Với chủ đề đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng, từ đầu năm đến nay các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai phát động nhiều đợt thi đua cao điểm, đột kích với 3 khâu đột phá gắn với triển khai thực hiện cuộc vận động, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Phong trào thi đua, lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới và phong trào hành động cách mạng của các cấp, các ngành. Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện Long Thành tổ chức quán triệt giáo dục cho toàn thể cán bộ chiến sĩ, tổ chức phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện rộng khắp. Qua đó, giáo dục, quán triệt và phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất của cán bộ chiến sĩ. Để phong trào thi đua đi vào nề nếp và đạt hiệu quả cao, Ban Chỉ huy quân sự các địa phương luôn coi trọng công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ trong các phong trào thi đua, từ đó tạo động lực thôi thúc mỗi cán bộ, chiến sĩ tự giác xây dựng kế hoạch thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc đối với lực lượng thường trực, cơ bản, thiết thực, chất lượng đối với lực lượng dân quân tự vệ, thực hiện tốt các khâu đột phá về công tác huấn luyện, lực lượng vũ trang các địa phương thường xuyên giành được kết quả cao trong huấn luyện, 100% đạt yêu cầu, trên 80% đạt khá giỏi. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng bảo đảm. Lực lượng vũ trang huyện thì tổ chức phong trào thi đua quyết thắng, nó luôn luôn gắn với phong trào thi đua yêu nước và các phong trào của địa phương nhằm hoàn thành các cái mục tiêu, các cái nội dung nhiệm vụ chỉ tiêu của lực lượng vũ trang huyện, qua đó cũng góp phần vào thắng lợi vào nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương huyện Long Thành. Chúng ta tiếp tục duy trì các cái mô hình mà năm ngoái chúng ta đã làm, năm nay chúng ta tiếp tục củng cố và nâng cao lên. Đó. Rồi là các cái mô hình của Bộ Chỉ huy Quân sự triển khai như mô hình là xây dựng chi bộ năm tốt, đảng viên năm tốt, rồi là cán bộ đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới, rồi là năm chủ động trong công tác tư tưởng, rồi là mô hình ba nhất, rồi là dân quân nắm hộ gia đình nơi cư trú, là chúng ta triển khai rất là đồng bộ. Có thể khẳng định, phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2023 của lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai đã bám sát định hướng, vận dụng sáng tạo vào điều kiện đặc điểm, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị. Các đơn vị đã chủ động tổ chức phát động và đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua cụ thể, thiết thực, tập trung đột phá vào những việc khó, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong từng cơ quan, đơn vị.